vợ chồng Lan Phương đưa con gái đi du lịch Australia. Diễn viên Lan Phương cùng chồng Tây đưa con gái Lina sang Australia thăm ông bà nội và đón lễ tạ ơn. Lan Phương cho biết cô bận việc nên chồng và con gái bay sang Australia trước, còn mình sang sau. Ngày đáp uống sân bay Sydney, cô hạnh phúc khi thấy ông xã và con gái ra đón. Bé Lina được bố đánh thức từ 4 giờ sáng, ngồi ô tô đi đón mẹ nhưng không quấy khóc. Những ngày ở Australia, Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Không chỉ quay cùng bên ông bà, vợ chồng cô còn đưa con gái đi thăm thú nhiều nơi. Nữ diễn viên nhiều lần sang Australia thăm bố mẹ chồng nên không lạ lẫm với nơi này. Mỗi lần trở lại, cô vẫn mê đắm thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành. Trước đó, vợ chồng nữ diễn thường đưa con gái về thăm ông bà vào các dịp lễ, Tết. Hồi cuối tháng 9, Lan Phương công khai tin mang thai em bé thứ hai. Sau 3 tháng đầu vật vã vì ốm nghén, cô hiện có sức khỏe ổn định. Sau khi kết thúc dự án gia đình mình vui bất thình lình, cô tạm dừng đóng phim truyền hình để dưỡng thai và điều hành nhà hàng kết hợp quán cà phê dành cho trẻ em. Thi thoảng, Lan Phương xuất hiện tại một số sự kiện. Lan Phương làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh năm 2018 và có con gái đầu lòng cùng năm. Từ khi lập gia đình, cô chủ yếu ở Hà Nội vun vén tổ ấm, thi thoảng vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia game show hoặc đóng phim. Con gái đầu lòng của cô tên Lina, năm nay 5 tuổi, thừa hưởng đôi chân dài của bố, được nhận xét thông minh, lém lĩnh. Ông xã Lan Phương tên David Duffy, sinh ra ở Australia, chuyển về Anh sinh sống từ năm lên 10 tuổi và hiện công tác tại Hà Nội. Anh từng làm việc ở nhiều nước trên thế giới trước khi đến Việt Nam và gặp Lan Phương. Bố mẹ chồng diễn viên là người Anh nhưng có 10 năm sinh sống ở Australia trước khi hồi hương dưỡng già vào năm 2019. Chồng Lan Phương xem Australia là quê hương thứ hai. Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô Gái Xấu Xí phát sóng 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim kể cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô được biết đến với các phim Cả Một Đời Ân Oán, Thương Ngày Nắng Về, Nàng Dâu Order. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.